Chị ơi, hôm nay lễ phục sinh nè chị, mẹ mua quá trời trứng luôn. Chị có mấy món trứng luộc ngon lạo nào không? Chỉ em cách làm để em xử lý bớt mớ trứng này với. Được thôi, em đã thử trứng ác quỷ bây giờ chưa? Món gì nghe tên sợ quá vậy chị? Cách làm như thế nào vậy chị ơi? Nghe tên vậy thôi chứ món này bao ngon và đẹp mắt nha. 4 cái trứng em cho vào nồi luộc 12 phút với một chút xíu giấm. Thỉnh thoảng nhớ khuấy đều để lòng đỏ ở chính giữa nha. Sau đó vớt ra để nguội bóc vỏ và chở dọc làm đôi. Lấy riêng phần lòng đỏ và cho vào tô trộn cùng với 3 muỗng canh sốt mayo. Thêm chút muối cho đậm đà. Nếu muốn thơm hơn thì mình bào vào tí vỏ chanh nha. Và ít rau thơm cắt vụn nữa. Cuối cùng vắt thêm một ít nước cốt chanh và trộn đều lên. Cho vào túi bắt bông kem, bắt chóp lên lại phần trắng trứng. Và rắc thêm ít ớt bột nữa là xong nè. Trời, nhìn mình lên quá xá chứ có thấy ác quỷ gì đâu chị. Do món này là có ớt bột đỏ tượng trưng cho ngọn lửa đỏ rực của địa ngục đó em.